Xin chào mọi người. Sen vừa mới update cách setup cho Google Analytics mới tại Sen, gọi là GA4. Như mọi người đã biết thì Google update phiên bản mới nhất cho Google Analytics, gọi là bản là GA4. Dựa theo những thông tin của Sen update, hôm nay team chia sẻ về cái cách liên kết cách setup giữa Google Analytics GA4 và tài khoản Google Ads trong một store tại SenSpring để tạo liên kết giữa GA4 với Google Ads. Trước tiên là vào giao diện của GA4, sẽ vào phần admin. Sau đó chúng ta sẽ xuống Google Ads link và click chọn link. Ở đây chúng ta sẽ chọn Google Ads account. Mình đang có một cái demo account cho Google Ads. Ở đây mình sẽ chọn Black White Faction và Confirm. Sau đó tiếp tục bấm Next. Kích hoạt tính cá nhân hóa cho quảng cáo và thẻ tag. Kích hoạt cái thẻ tag tự động. Mình bấm Next. Sau đó Submit. Tại giao diện của GA4 thì cái store của mình đã kết nối được với GA4 rồi. Tài khoản Google Ads đã được kết nối rồi. Thì bây giờ mình sẽ qua thử bên Google Ads coi nó đã kết nối chưa. Để biết được account Google Ads cho store của mình đã được kết nối vào GA4 hay chưa thì chúng ta sẽ vào giao diện của Google Ads, vào phần Tool Setup. Chúng ta sẽ vào Link Account. Sau đó chúng ta sẽ vào GA4 Detail. Hiện cái store của mình bên Google Ads vẫn chưa có link, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình link nó. Click kích hoạt luôn và link. Vậy là xong rồi đó mọi người. Những clip chia sẻ sắp tới cũng sẽ liên quan đến chủ đề GA4 và tối ưu cái GA4 này cho store như thế nào. Mọi người cùng chờ đón theo dõi những clip chia sẻ sắp tới nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.